Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Mấy hôm nay trời mưa quá đó, dây số cũng khó bón nha anh chị đó, thì mấy hôm nay em không quay. Mấy hôm nay có bón, mưa vẫn bón luôn nhưng mà em không quay do bón cũng chậm quá anh chị, mưa gió rồi nó ít có người mua mà đường cũng dán đó, nên em không quay. Bữa nay em quay lại cho anh chị mình xem nha đó. Rồi số quản trị ngày hôm nay này, ngày 16 tháng 11 nè, thứ năm 2023 này, số 74 nè, 37 nè, 46 nè, 92 nè, đó, 83 nè, 29 đó, 29 đó, 92 83 29 cũng bón được máy sắp rồi nha anh chị, bón được máy sắp rồi. Rồi số giờ mát lòm nó dài, em cứ quay cho anh chị mình xem. 08 90 01 10 28 32 31 51 52 20252 66 44 63 38 59 35 17 93 26 84 00 35 quân bình thì có 3 số 60 tờ lên nha anh chị. Quân bình ở quân ải em đại phụ nha anh chị, 12 30 77 24777 đó nha anh chị. Rồi 024777 quân bình. Rồi mấy con số này thì em quay cho anh chị mình xem rồi đó. Rồi anh chị mình có mua số thì cái điện thoại, số điện thoại của em 0968634712 nha anh chị đó. Số Zalo các bọn anh chị mà muốn lấy đạt số thì lấy anh chị ở khu vực nay em ở đây, huyện Sơn Tịnh đây, anh chị đi ngon qua đây thì cứ điện em để số lại, anh chị lấy trước 5:20 nha anh chị đó. Rồi còn anh chị không lấy số thì em giữ giùm nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha đó. Cùng bón máy cặp số rồi cũng còn nhiều đây đó, cũng bón cả 3-4 lóc gì đó. Còn người ta lấy lẻ lẻ nha, anh chị ta lấy 2 tờ 3 tờ nhiều nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha đã xem video của em nha. Chúc anh chị của bón mình may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Rồi, chiều hôm nay cho anh chị vô đại quân trị nha, với đại quân bình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Rồi cảm ơn quý anh chị của bón rất nhiều nha.